Chào mừng tất cả các em đã đến với môn tin học 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Trước khi học bài mới, cô và các em cùng ôn lại một số kiến thức của bài học trước. Để khởi động phần mềm soạn thảo văn bản, em nhấy chuột vào biểu tượng nào. Em nhấy chuột vào biểu tượng có hình W. Để tạo một văn bản mới, em nháy chuột chọn lệnh nào. Để mở một văn bản đã có, em nháy chuột chọn lệnh nào. Để lưu một văn bản, em nháy chuột chọn lệnh nào. Các em cùng suy nghĩ nhé. Để tạo một văn bản mới, em nháy chuột chọn lệnh New. Để mở một văn bản đã có, em nháy chuột chọn lệnh Open. Để new một văn bản, em nháy chuột chọn lệnh Save. Cô mở phần mềm soạn thảo văn bản, các em cùng quan sát lại các lệnh. Để mở một văn bản đã có, các em nháy chuột chọn Open. Và cách thứ hai là nhấn tổ hợp phím Ctrl O. Để tạo một văn bản mới, các em nháy chọn New. Cách thứ hai là các em nhấn tổ hợp phím Ctrl N. Để lưu một văn bản, các em nhấn lệnh Save. Và cách thứ hai là nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl S. Và có cách tiếp mà chúng ta vào File và chọn các lệnh lưu, mở, mở mới, vân vân. Vậy thì theo em, để một văn bản gõ đúng thì có cần phải tuân thủ theo quy tắc gõ nào không và gõ như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 14, soạn thảo văn bản đơn giản. Nội dung chính của bài 14 gồm có 4 nội dung. 1 là các thành phần của văn bản. 2 con trỏ soạn thảo. 3 quy tắc gõ văn bản trong Word. Và 4 gõ văn bản chữ Việt. Một nhỏ, các thành phần của văn bản. Trong các thành phần của văn bản, các em cần biết cho cô một số khái niệm như sau. Thứ nhất là ký tự. Ký tự là gì? Là con chữ, số, ký hiệu. Cô lấy ví dụ, O là một ký tự, dấu chấm là một ký tự. Khái niệm thứ hai, từ soạn thảo, là các ký tự gõ liền nhau. Cô ví dụ, là một từ soạn thảo, nhau là một từ soạn thảo. Khái niệm thứ ba, dòng, là tập hợp các ký tự nằm trên một đường ngang từ lề trái sang lề phải thì được gọi là một dòng. Cô ví dụ, từ dòng cho đến cùng một là một dòng. Khái niệm tiếp theo, đoạn văn bản, bao gồm một số câu và kết thúc bằng dấu xuống dòng. Cô lấy ví dụ, đoạn văn bản cho đến từ xuống dòng là một đoạn. Từ dòng cho đến từ sang lề phải là một đoạn. Khái niệm tiếp theo, trang văn bản, là phần văn bản trên một trang in. Cô ví dụ, các em đang xem từ bài 14 cho đến từ một trang in, trên một trang in, thì đây cô in trên một trang in, thì đây được gọi là trang văn bản. Với các khái niệm đó, các em xem tiếp cho cô đoạn văn nói về biển đẹp và trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Trong đoạn văn bản biển đẹp trên, em hãy cho ví dụ về ký tự, từ. Đoạn văn bản trên có mấy dòng? Đoạn văn bản.
Và đoạn văn bản trên gồm có mấy trang y? Các em cùng suy nghĩ nhé. Cô lấy ví dụ về ký tự như ký tự B, ví dụ ký tự E, ví dụ ký tự V, vân vân. Cô ví dụ về từ như từ biển, từ sớm, từ đẹp, vân vân. Đoạn văn bản trên gồm có 7 dòng, 3 đoạn. Vì sao chúng ta biết là 3 đoạn? Các em căn cứ vào dấu xuống dòng. Đẹp chúng ta thấy xuống dòng, xanh thấy xuống dòng. Như vậy chúng ta thấy có 1, 2, 3, 3, 3 đoạn. Và thông thường thì các em hay sử dụng phím Enter để xuống dòng. Và đoạn văn bản trên gồm có một trang y. Vậy thì trong một văn bản, các em gõ, các em muốn sửa một lỗi sai, khi đó các em hay dùng con trỏ. Vậy thì con trỏ có tác dụng như thế nào? Và con trỏ là gì? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, con trỏ soạn thảo. Cô mở phần mềm Word. Các em quan sát cho cô. Các em nhìn trên màn hình, các em thấy có một vạch đứng nhấp nháy. Thì đây người ta gọi là con trỏ soạn thảo. Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy. Các em quan sát tiếp cho cô. Có một cái hình mũi tên. Khi di chuyển vào vùng soạn thảo có hình là chữ Y ngắn. Thì đây là con trỏ chuột. Các em phân biệt cho cô con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Vậy tác dụng của con trỏ soạn thảo để làm gì? Các em quan sát tiếp. Như vậy, tác dụng của con trỏ soạn thảo là cho chúng ta biết được vị trí mà chúng ta chuẩn bị gõ vào. Vậy con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Nó cho biết vị trí xuất hiện của ký tự sẽ được gõ vào. Vậy ký tự mà các em gõ từ bàn phím có cần tuân thủ theo quy tắc nào không? Các em cùng tìm hiểu tiếp. Phần 3 nhỏ, quy tắc gõ văn bản trong Word. Các em thấy dòng quy tắc gõ văn bản trong Word, các từ chỉ cách nhau một dấu cách. Thì đây là một quy tắc gõ, chỉ cách nhau bởi một dấu cách. Vậy ngoài quy tắc đó ra, còn có quy tắc nào nữa không? Ví dụ dấu chấm, dấu phẩy, gõ theo quy tắc nào? Các em quan sát tiếp. Các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy, chấm than, chấm hỏi phải được đặt sát vào từ đứng trước đó. Tiếp theo là một dấu cách. Các dấu mở ngoặc đơn, mở ngoặc vuông, mở ngoặc nhọn, mở ngoặc nháy phải được đặt sát vào bên trái của ký tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông, ngoặc nhọn, đóng ngoặc nháy phải được đặt sát vào bên phải của ký tự cuối cùng của từ ngay trước đó. Thì đó là một số quy tắc gõ mà các em phải hiểu và biết. Với quy tắc gõ đó, cô có một số từ mà cô đã gõ sai. Các em quan sát và tìm lỗi sai cho cô, sau đó sửa lại để cho gõ đúng.
Như vậy cô sửa lại như sau, cách gõ đúng. Các em xem, con cho soạn thảo đã đúng chưa? À chưa, con cho chưa có dấu cách và dấu sai. Từ soạn và từ thao cách nhau bởi nhiều dấu cách, như thế cũng là sai. Và cô sửa lại là con trỏ soạn thảo. Các từ chỉ cách nhau một dấu cách và cô gõ dấu. Tiếp, trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. Các em thấy dấu phẩy và dấu chấm cô đã gõ đúng hay chưa? À, theo nguyên tắc, dấu phẩy, dấu chấm phải được đặt sát vào từ đứng trước đó. Các em đã thấy đặt sát chưa? À, chưa. Như vậy là cô phải xóa dấu cách đi để cho đặt sát vào từ đứng trước đó. Dấu phẩy phải đứng sát vào từ trước đó. Dấu chấm phải đặt sát vào từ đứng trước đó. Tiếp theo, đáp án A thì các em nhìn cho cô dấu đóng ngoặc đơn. Theo nguyên tắc, dấu đóng ngoặc đơn phải đặt sát vào bên phải của ký tự cuối cùng. Các em đã thấy đặt sát chưa? À, chưa. Mà có một khoảng trắng. Như vậy là cô đã gõ sai. Cô phải sửa lại là gì? Cô xóa cái dấu cách đó đi để cái dấu đóng ngoặc đơn sát vào ký tự thứ A. Vậy chúng ta đã biết được quy tắc gõ văn bản rồi. Vậy phần mềm nào giúp cho các em gõ được văn bản chữ Việt? Bởi vì các em thấy trên cái bàn phím của máy tính á, các em không thấy có chữ ô, không thấy có chữ ơ, chữ ư. Vậy làm sao mà các em gõ được chữ tiếng Việt? Các em cùng tìm hiểu tiếp phần 4 nhỏ gõ văn bản chữ Việt. Và phần mềm gõ chữ Việt đang phổ biến hiện nay là phần mềm Unicode. Và máy cô đang phải cài cái phần mềm này. Và thông thường các máy là đã cài sẵn các phần mềm này. Khi mở phần mềm Unicode thì có hộp thoại xuất hiện. Vậy làm sao mà mình biết được là máy mình đã cài hay chưa? Thì các em thông thường xem cho cô ở ngoài màn hình nền có biểu tượng Unicode chưa? Hoặc là các em nhấn vào mũi tên ở phía dưới tay phải. Biểu tượng chữ V là cách gõ tiếng Việt. Nhấn một lần và chữ E là gõ tiếng Anh. Nếu bạn nào gõ văn bản bằng tiếng Anh thì các em chọn chữ E. Nếu các em gõ văn bản chữ Việt thì các em chọn chữ V. Và khi các em nhấn phải chuột, chọn vào chữ bảng điều khiển thì khi đó hộp thoại sẽ xuất hiện. Và trong hộp thoại này chú ý cho cô bảng mã. Bảng mã mà hay sử dụng nhất là bảng Unicode. Và kiểu gõ, có hai kiểu gõ mà các em hay sử dụng là kiểu thê nét và kiểu Vini. Vậy đối với kiểu thê nét gõ như thế nào, các em xem cho cô trong cái bảng gõ. Ví dụ gõ chữ Á, các em gõ kiểu thế này là A và W. Gõ kiểu Vini thì các em chọn vào chữ Vini. Thì gõ A và số 8 sẽ ra chữ Á. Và trong phần này cũng chú ý cho dấu cô, dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã. Như vậy là một số em đã quen cách gõ nào rồi thì chúng ta tiếp tục cách gõ đó. Một số em chưa quen cách gõ thì các em phải học thuộc cho cô cái bảng gõ này. Và bảng này trong sách giáo khoa cũng có, trang 107. Cô có một ví dụ như sau. Em hãy gõ chữ nhà trường. Cách nào? Có một số em gõ nhà trường theo kiểu thế này. Thì khi đó dấu huyền là F, U, W ra chữ Ư. Một số em lại gõ kiểu Vini. Số 2 là dấu huyền, U, 7 là ra chữ Ư. Như vậy các em gõ kiểu nào cũng được. Các em quen gõ kiểu nào thì các em tiếp tục gõ kiểu đó. Nhưng có một chú ý cho cô. Nếu không gõ được phông tiếng Việt thì em cần kiểm tra xem cái phần mềm gõ chữ Việt
đã có biểu tượng hình chữ V hay chưa, hay là biểu tượng hình chữ E? Nếu là chữ E là các em gõ tiếng Anh, V là các em gõ tiếng Việt. Hoặc các em kiểm tra cho cô. Trong hộp hội thoại, các em chọn kiểu the nét, nhưng các em gõ từ bàn phím lại gõ kiểu Vini. Có một số em thì chọn trong hộp thoại là Vini, nhưng mà gõ từ bàn phím lại gõ kiểu the nét. Thì đấy là một số lưu ý mà các em cần phải biết. Vậy nội dung chính của bài 14 gồm có các nội dung chính như sau. Các em phải biết hiểu các khái niệm, các thành phần có trong văn bản. Biết được con trỏ soạn thảo và tác dụng của nó. Con trỏ soạn thảo nó có hình như thế nào, tác dụng. Hiểu và vận dụng được quy tắc gõ văn bản trong Word. Cô lấy ví dụ như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi thì gõ như thế nào. Nhớ và vận dụng được một trong hai kiểu gõ là kiểu Phoenix và kiểu Vini để gõ tiếng Việt. Cái này bắt buộc các em phải học thuộc cho cô. Phần hướng dẫn học, tự học thì các em phải hiểu được các nội dung trong bài 14, học thuộc cho cô một trong hai cái cách gõ Phoenix hoặc Vini. Và cuối cùng ghi nội dung bài 14 vào quyển vở môn tin học ở lớp. Và phần này là đối với các em chưa ghi bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến chào tất cả các em. Chúc các em học tốt.